Cô với còn có một cái thằng kia, mà thằng kia giờ nó mất rồi, cô không còn ai hết. Cho nên cô rất là buồn. Cho nên bây giờ cô muốn vài ba tháng đi về là thăm mẹ rồi, rồi mới có cái tình mẹ con gần gũi. Ở này không có đó. Nó lo bằng không mà nó không có lo gì tới về nhà. Em chưa xin lỗi mẹ bao giờ. Có nghĩa em biết em nói vậy là em sai đối với mẹ. Nhưng cũng có thể thời điểm đó mẹ cũng chưa hiểu được em. Và em nghĩ rằng là cho tới bây giờ, cho đến giây phút này, mẹ em đã hiểu em chưa? Khoan, cái đó thì em chưa biết. Rất là nhiều người, người ta muốn cái điều này nhưng mà người ta không có được. Có rất là nhiều cái người mẹ họ từ chối con mình. Hai bạn còn được một người bảo rằng là thất bại thì về với mẹ.